Cái em mới nói là cái này là lừa đảo, ông có tin mà ông đứng trước mặt tôi bây giờ là tôi giết ông chết không? Tự em cũng thưa với anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân, em đã một lần á em dang dở rồi. Em nghĩ là thôi hay là ở như vậy một mình đi. Không may mắn là năm 2018 á thì chỉ còn có 3 tháng nữa cháu đến Mỹ với em thì cháu mất là cháu lớn. Chỉ còn lại có một mình cháu nhỏ thôi. Thôi cháu bị bệnh viêm tụy cấp cho nên là đem lên cấp cứu thì cháu qua đời. Đôi khi hai cha con đứng gì nè, anh khoanh tay gì nè, bận hai gáo đen nữa. Người ta tưởng đâu là vệ sĩ đó. Ông hay không hay dám lại gần em luôn. Giống như là ông gan mà ông không có nói ra thôi, nhưng mà hai cha con là thông đồng. Cứ cha đứng bên, con đứng bên cái khoanh tay vậy. Chân mẹ lên trên cánh gà, mẹ cho đứa gà hát xong bước xuống, dẫn xuống xong dẫn vào phòng thay đồ. Về. Đúng rồi. Chào hai anh chị. Anh nói được tiếng Việt không? You speak in Vietnamese? Xin chào and các bạn. Okay, hay quá hay quá. Xin chào các bạn. Xin mời hai anh chị giới thiệu về mình. Dạ em xin giới thiệu, em là Hà Thanh Huệ. Em năm nay 47 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống tại Mỹ cùng với ông xã. Em mới về đến Việt Nam, ngày hôm nay là ngày thứ tư. Bây giờ em đang còn bay lơ lửng, em bị trái giờ. Cái công việc của em bên Mỹ là hiện giờ là... Dạ công việc của em hiện tại thì em là ca sĩ Lily Thanh Huệ. Chị Huệ có thể tặng cho khán giả chương trình Vợ Chồng Son một ca khúc nào được không? Dạ được. Vậy thì em xin gửi đến anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân cùng tất cả quý khán giả nhạc phẩm Chờ Đông. Anh ơi có phải ngoài trời đang mưa? Anh ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông giá băng em đang chờ, mùa đông ai ân em đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắt ngọc lại buồn hay sao, khi ta đã nguyện một đời yêu nhau. Dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi pha. Hay quá. Yeah. Hay quá. Mê giọng hát của em rồi, rồi xong rồi là bắt đầu mấy ông mới làm quen em mà hay gì? Chắc có lẽ là cái phần này á, em nhường cho ông xã nói, có thể em có thể dịch lại một xíu ha, tại vì cái câu chuyện của em nó có một chút nó nửa vui mà nó nửa bất ngờ cho em. Honey, can you introduce yourself to? Xin chào các bạn. My name is Tom. I grew up in US. I'm 76 and here I am married to the beautiful Miss Lily. Chồng em là chủ công ty á, cho nên là chắc cố gắng hai vợ chồng cũng muốn retire nhiều lần rồi, nhưng mà ông nói là thôi ráng thêm một hai năm nữa, rồi cái ráng tới bây giờ là ráng tiếp tục vẫn 7 năm rồi thì, tại vì công ty của chồng em là một cái công ty làm việc, ông là cựu chiến binh làm việc cho những cái công trình của chính phủ đó nhiều lần rồi, nhưng mà cứ có những cái hợp đồng tới cho nên là vẫn chưa ngừng được. Nhiều tiền lắm á. Không biết lắm mình. Dạ không. Ok, bây giờ cho Thuận hỏi. Là cái cơ duyên nào mà anh chị lại gặp nhau? Rồi lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau? We met, it was by chance. A friend of mine who's Vietnamese traveled to his country back here and he worked for me. And I was trying to reach him. He had left his number, family's number. And I called the number one afternoon, but not remembering Vietnam time difference between US and here. I call, person answered the phone, Lily, and who are you? Why are you waking me? Why this? She got angry, yelled at me. I said, wow, I don't know what to say. And I cut the phone call. But the next day I called at a better time, the same number, to speak to her and apologize. And that's how we met, by chance. You know, people say fate, whatever. And I found the most important person in my life when I met her. Cái hôm đó thì em đi hát về rất là khuya, em hát phòng trà. Thì em về nhà đã là gần 2 giờ sáng rồi, em tắm rửa, mà cái thói quen của em là khi em đã nhắm mắt em ngủ á, mà ai mà làm em có thức dậy thì em không ngủ lại được. Cho nên khi em thấy một cái cuộc gọi mà cái số 0 không à, thì em mới bốc máy lên, thì em hỏi là ai vậy, thì em lại nghe ông hỏi bằng cái tiếng Anh. Thì lúc đó em
mới nói lại bằng tiếng Anh, nhưng mà tiếng Anh của em lúc đó thì nó rất là bập bẹ. Ông là ai mà em nói bằng tiếng Anh như vậy? Thì ông mới hỏi em đó có phải là tên của một cái người bạn ông vậy không? Các em mới nói là cái này là lừa đảo, ông có tin mà ông đứng trước mặt tôi bây giờ là tôi giết ông chết không? Thì ông nói là một cái người phụ nữ mà mới nói chuyện có 10 giây thôi mà đã đòi giết chết một người đàn ông rồi. Ông mới nói cứ I'm sorry. Thì lúc đó thì ông tắt máy. Thì qua ngày... em ở Việt Nam hay là em... Dạ em ở Việt Nam, em ở Biên Hòa, đó. Đồng Nai. Nhưng mà qua ngày hôm sau á, thì ổng mới nói với cái người bạn, ổng gọi đúng được cái số đó rồi, ổng nói với người bạn đó là hôm qua tôi đã gọi nhầm vào một số, một cái người phụ nữ đó, mà tôi muốn nói cái lời xin lỗi với cô ấy mà rất là khó, bây giờ có thể là nói tiếng Việt với cô ấy để gọi, thì cái người đó mới gọi lại cho em. Thì khi gọi lại cho em thì không ngờ cái người đó với nhà em cách nhau chỉ có 15 phút thôi. Cái anh đó anh mới nói thôi để em đến tận nhà chị để em xin lỗi. Gọi cái người quen ở Việt Nam á? Dạ, tại vì cái người đó là làm việc cho chồng em mà về Việt Nam chơi. Thì ổng có mới cho một cái số điện thoại. Ví dụ như 1234567 đi, thì ổng gọi 1234568. Nó lịch có một số thôi thì nó mới vào cái số của em. Là cái duyên. Dạ. Cái duyên á. Bắt đầu ảnh nói chuyện với em xong rồi ảnh mới hỏi em, tại vì phải chắc chắn là em ở một mình hay có chồng rồi. Thì anh đó mới biết em là giống như mẹ đơn thân á. Em em có nuôi con. Anh đó mới khi mà về thì mới kể lại cho cái ông này là cái cô này là mẹ đơn thân. Mỗi ngày thì ông xã em á là ổng nhắn tin liên tục luôn cho ổng nói chuyện FaceTime với, rồi ông gọi mỗi ngày. Em cũng có cái cảm giác là người đàn ông này cũng rất là chân thành á, thì em mới bắt đầu nói chuyện. Nhưng mà thời gian nói chuyện không được nhiều, bởi vì em là lúc ở đây thì em vừa là ca sĩ mà em vừa là dược sĩ. Thì cái giờ mà bắt đầu ổng ngủ dậy ổng gọi á, thì là cái giờ em mở nhà thuốc ra em bán. Thì bên cạnh mà em có khách hàng với lại bệnh nhân của em, thì em vừa nấu cơm cho các con em nữa. Thì em cứ mở Skype cho ổng nhìn em làm gì em làm thôi. When he show her in Skype, on Skype, how do you feel? Yeah, she was pretty, beautiful and alive. And that drew me into talking more and more and more. Yes, còn em sao? Em gặp ổng qua Skype cái lần đầu tiên em thấy mặt ổng á. Thật sự ra thì chị biết không, lúc em chỉ nghĩ đơn giản giống như là em gặp một người bạn để em nâng cao cái tiếng Anh của em thôi, chứ em cũng chưa có nghĩ là chưa mình chưa có cái cảm xúc gì. Dạ, chưa có cái cảm xúc gì nhiều lắm. Thậm chí mà ổng với ổng cho em biết là ổng cái ngày đó ông phải đi làm, nhưng mà ổng luôn luôn ổng nói dối là ngày này anh nghỉ. Ổng nói dối với em như vậy, thì có những cái cuộc gọi lại cho ổng thì ổng hay để cái loa mở đó. Thì em nghe là cái người quản lý trách ổng là giờ này đã trễ giờ làm rồi. Em biết là như vậy, nhưng ổng vẫn nói với em là không, yên tâm đi, hôm nay được nghỉ. Cho nên là mình cứ nói chuyện thoải mái. Nhưng mà đặc biệt là khi mà em nói chuyện với ổng trên Skype á, thì em cố gắng làm giống như em không trang điểm, em mặc quần áo rất là xấu, để nếu mà một cái ngày nào đó mà ổng gặp mình thì ổng đỡ có bất ngờ. Cho đến khi mà ổng nói cho ổng xin ổng đến Việt Nam đi, thì em nói cũng được, mà đến đi du lịch thì đến. Cái hôm đó em với lại chị em với lại con trai á ra đón ở ngoài sân bay. Thì ổng lúc đó không nhận ra em nữa, tại vì lúc đó bắt đầu em trang điểm rồi. Lúc đó em trang điểm đẹp hơn, thì ổng cứ đứng ổng cứ ngẩn ổng nhìn gì nè. Cái em cứ kêu, em kêu Tom. Cái ông đứng nhìn một lấy rất là lâu. Ông cũng bối rối là tại sao em khác ở trong trong cái Skype quá. Bởi vì trong Skype giống như một cái bà già vậy đó, mà sao cái khuôn ngoài này nó khác. Thật sự em cũng thưa với anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân, em đã một lần á, em dang dở rồi. Em nghĩ là thôi hay là ở như vậy một mình đi. Em không có nghĩ cái tuổi ổng như vậy. Cho nên em nói là nếu như mà có thể là giống như bạn trai bạn gái với nhau để tìm hiểu nhau á, thì em chỉ muốn một người đàn ông á là thấp nhất là 57 tuổi, cao nhất là 75 tuổi. Em ngược lại như vậy á, ổng mới nói ổng nằm trong cái chữ đó. Thì lúc em gặp chồng em thì chồng em đã là 69 tuổi rồi. Rồi ổng mừng quá. Nằm trong khoảng đó. Dạ, trong khoảng đó. Ổng nói là không, anh 69-70 tuổi rồi. Em cố tình em tránh né là bởi vì ổng gửi cho em cái email, thì ổng để là T-Camera là cái tên của ổng và 40A. Thì em nghĩ ổng 48 tuổi thôi. Nhưng mà thật sự là 1948 là cái năm sinh của ổng. Ổng mừng đến mức độ vậy. Em nói không, anh nằm trong đó đó, anh nằm trong cái số tuổi. Wow. Mỗi ngày thì ổng cũng nhắn qua nhắn lại. Thì em cũng có đưa ổng về giới thiệu với gia đình em, rồi em đưa ổng về miền Tây chơi. You love Vietnam, you love my country. It's beautiful, it's everything about it. I love the food, people. When I first came and met Lily, I also met her sisters, I met the family, I met the boys. Both sons, Tony, who's out here now. It was like having a whole family and a whole new world. Again, different and all. And that meant understanding what was here, the world here, and she was part of it. And it was easy, very easy to fall in love with everything.
So, I was very lucky. Hoàn cảnh của ông trước khi gặp chị, dạ, thì ông đã có gia đình chưa? Chồng em đã một lần ly hôn và chưa có con. Còn em thì là mẹ có hai đứa con trai. Hôm nay con trai em cũng có ở trường quay hai đứa, nhưng mà em không may mắn là năm 2018 á, thì chỉ còn có 3 tháng nữa cháu đến Mỹ với em thì cháu mất, là cháu lớn. Chỉ còn lại có một mình cháu nhỏ thôi. Sao vậy? Cháu bị bệnh viêm tụy cấp cho nên là đem lên cấp cứu thì cháu qua đời. Cháu mất cho nên là em cũng bị sốc hết một thời gian rất là dài. Lúc đó cháu là mười mấy tuổi? Còn chỉ có mấy ngày nữa thôi là được 19 tuổi. Dạ. Thôi bố Thường xin lỗi nha. Vì dạ, phải hỏi cái câu này để mà chị phải nhắc lại. Rồi cháu nhỏ em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con nhỏ em năm nay thì được 22 tuổi. Chào con. Ôi cưng quá. Con giới thiệu một chút về con đi. Con tên là Hoàng. Con đến Mỹ cũng được 6-7 năm rồi. 6-7 năm. Dạ, ở chung với lại ba Dượng. Con không nói là ba Dượng, chỉ nói là ba thôi. Ba thôi. Chỉ con, là ba thôi. Con thương ba không? Dạ có. Ba con là một người kiểu lúc đầu thì hai cha con không hiểu ý nhau, cũng hơi khó tính, nhưng mà dần về sau thì cũng hiểu nhau hơn. Con nói một câu gì đó với ba con đi. I wanna say you're the best dad ever. Ôm ba cái. Trời quá à. Cảm ơn con rất nhiều. Có bạn gái hay chưa? Từng có thôi. Yên tâm đi, xong chương trình này chắc chắn sẽ có nhiều bạn comment ở dưới. Mai mốt nha, cưới vợ rồi là về đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son nữa nha. Rồi. Bây giờ mình bỏ qua cái phần mà thật xấu mà mình mong muốn thay đổi. Đúng đi rồi. Hỏi là giờ có ghen không nói chị? Anh Thuận anh hỏi là Du có ghen thôi. You hear that when I go to sing somewhere and a lot of people around. Oh hell, yeah. Oh, yeah. all around. She's dressed beautiful. She goes up and sings. Oh, he's so nice. I sit there by myself. I say, yeah, okay. Mm. Too close. Don't get too close and all. Mm. It's rough. Mm. Tại vì khi em đi hát á, thì em bận đồ đẹp quá mà xung quanh quá trời người luôn. Cho nên là đôi khi hai cha con á, đứng gì nè, anh khoanh tay gì nè, bận hai cái áo đen nữa. Em lên cái nhà, cái người ta tưởng đâu là vệ sĩ đó. Không ai dám lại gần em luôn. Giống như là ông ghen mà ông không có nói ra thôi, nhưng mà hai cha con là thông đồng. Cứ cha đứng bên, con đứng bên, cái khoanh tay vậy. Trên mẹ lên trên cánh gà, mẹ trên cánh gà hát xong bước xuống, dẫn xuống xong dẫn vào phòng thay đồ về. Đúng rồi. Vì em hỏi ổng là ổng có muốn em thay đổi điều gì? What would you like? I'm change. Look like change something bad habits to make the life better. No. No. She's Lily, who she is, intelligent, beautiful woman. I accept her for who she is. Chồng em nói là khi mà ổng lấy em rồi đó, thì tất cả giống như là những cái tật xấu hay tốt gì thì ông chấp nhận hết, ông chấp hay nhận hết, và nhiều khi ông cố gắng biến những cái tật xấu của em thành cái tật tốt, và ông cũng hy vọng là em cũng chấp nhận những cái tính xấu của ông. Thật ra thì tính xấu của chồng em là, nếu đối với em nó là cái tật xấu, nhưng đối với những cái người phụ nữ khác thì đó là cái điều mơ ước của người ta. Chồng em rất là ghiền sắm đồ cho vợ, mua đồ cho em mà em không thích. Em là cái người phụ nữ giống như nó khô khan quá, trang sức thì em lại không thích thì ổng lại thích, mà anh nghĩ ổng cứ mua về, ổng đi mua thì ổng rủ con em. Mà có bao giờ trang sức mà giảm giá đâu chị, giảm giá mà 50%. Cái về thông đồng với con là con về phải nói với mẹ đó là cái này là giảm giá. Em hỏi vậy thì tặng em về cái dịp gì, ổng nói sinh nhật. Em nói mới sinh nhật cách đây có hơn tháng, ổng nói sinh nhật nữa đi. Thì một năm em có tới 10 cái sinh nhật. Ổng nói là giờ cuộc sống mình ngắn quá, thì em cứ phải hưởng thụ những cái gì, tại vì cuộc sống trước đây em khổ quá, thì bây giờ anh lo cho em như vậy. Như vậy là quá là good đó. Cảm ơn anh Thơm và cảm ơn chị Huệ hôm nay đã đến chơi. Dạ em tên là Nguyễn Thị Phương Thanh, chồng em là Trang Vĩnh Hưng. Em nay nhiêu tuổi Hưng? Dạ năm nay em được 30 tuổi rồi anh. 30 tuổi, còn dạ. Em? Dạ em 26 tuổi. 26 tuổi. Em là kỹ sư quy hoạch đô thị. Hai chồng em cùng làm chung với nhau. Rồi hai em quen nhau trong trường hợp nào? Em thì vừa ra trường học xong là vào làm luôn, thì ảnh sẽ là đàn anh của em. Dạ, thì em vừa được vào thì ảnh là người hướng dẫn em. Khi mà giờ em mới vô làm á, em đang làm một cái bản vẽ cho một cái chú đó. Lúc đó thì em mới trao đổi với chú đó thì em có hơi lớn tiếng. Em nghĩ trong bụng nói trời, cái ông này ông lớn mà nói chuyện với người lớn mà anh ấy lớn tiếng mà nạt nộ người ta là coi như là không có ấn tượng mà về tốt lành đẹp đẽ chút nào hết á. Đó là ấn tượng của vợ em. Dạ. Vậy thì ngược lại em, khi mà gặp vợ em thì ấn tượng ở vợ em là điều gì? Rất thông minh. Thì vợ em được cái là khi mà có một cái tình huống hay có một cái công việc gì đó mà cần đòi hỏi sự gấp rút và
còn xử lý tính táo xử lý kịp thời á là vậy, em xử lý rất là thông minh. Mới vô á thì em là lính mới, ảnh là hướng dẫn em đó, nhưng mà em sửa lưng ảnh tại vì em học là đúng chuyên ngành hơn là ảnh. Ảnh là do làm lâu năm thì có kinh nghiệm đó, thì thành ra khi mà em nộp bài cho ảnh để ảnh kiểm tra thì ảnh sửa em thì em cũng sửa lại đó, mà em sửa thì cuối cùng em đúng ảnh sai. Cứ sửa và hướng dẫn rồi góp ý nói chung là cứ vậy hoài, cho nên rồi hai đứa mới đến với nhau đúng không? Dạ. Tất nhiên là mình thấy thứ nhất là vợ em rất là xinh, em còn phải công nhận điều đó. Thì đó thì em thì xinh, thì mình là con trai cũng độc thân nữa, với lại ở mấy anh chị trong cơ quan á thì cũng nói anh Hương ơi, cô bé này xinh nè, tiến tới đi, có gì tụi em đốc thúc kia cho hỗ trợ. Bao lâu? Cũng cả khoảng hơn nửa năm. Hơn nửa năm là bắt đầu tụi em tìm hiểu nhau đó ha. Dạ. Rồi xong là cưới luôn. Dạ, khoảng năm tiếp nữa mới cưới. Phương Thanh hỏi nè. Dạ. Vĩnh Hưng có ghen không? Dạ có, ghen dữ lắm. Ghen cái cấp độ là cấp độ bão số mấy? À, chắc 12 á. 12 sợ rồi. Nhà sắp cửa tới hết ông ơi. Thay gần muốn chia tay luôn mà. Vậy hả? Tại em quá. Ném khoáng. Em lấy cô này chân thật hơn anh này nữa. Cái lúc đó là hai đứa đã quen nhau rồi. Cái lúc đó lúc mà đi ngang cái trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận á, thì lúc đó có tin nhắn thì em mới quay cho em nhìn em đang làm gì đó. Rồi... Sao em hay vậy? Em chạy xe mà em thấy luôn à? Không, tụi em đang đi bộ. Đó, cái em đang làm gì đó, cái em bắt đầu nổi quen. Thì lúc đó đang nắm tay thì tôi thấy cũng bực bội trong lòng. Thế em mới hỏi là ai vậy? Vợ em lại phản ứng liền, tại sao anh lại đọc tin nhắn của em? Ủa, nếu mà quen nhau rồi thì chuyện đó thì nó cũng đâu có gì là phức tạp hóa mà phải lớn tiếng đến như vậy. Thế là hai đứa bắt đầu cãi lộn với nhau. Lúc đó em nghĩ sao mày? Mà em gan dữ vậy? Không phải chị, tại vì á yêu thì yêu, cái gì em nó cũng rõ ràng hết á. Vậy tin xung quanh em là em nói là mới tới thì thích thôi, chơi làm bạn. Thời gian sau mà tỏ tình với em thấy em không có tình cảm thì em nói thôi em không có tình cảm. Nếu mà anh coi em là bạn thì mình tiếp tục, còn anh giận em thì thôi em cũng xin lỗi anh, em cũng chịu chứ em không có trách anh. Thì người ta vẫn tốt với em, người ta coi em như em gái hoặc là bạn thì mắc tội tình gì mà em phải xua đuổi người ta. Rõ ràng một câu hỏi em đang làm gì đó với ảnh cương vị là như vậy, nhưng mà ví dụ như với bạn bè em nó đọc thì nó lại thấy khác. Cái em giận ở đây á là như hồi nãy lúc thời điểm đó thì em với ảnh bất đồng quan điểm ở chỗ là yêu nhau thì yêu nhau, nhưng mà những cái gì riêng tư nhất, ví dụ như điện thoại bóp ví không nên đụng vào. Còn ảnh thì ảnh nói là yêu nhau đến mức độ đó thì đó là sự chân thật của em á. Em chân thật thì em không có giấu giếm gì hết. Ảnh nói rằng là điện thoại của anh thì em tha hồ mà đọc, còn em thì không. Em giận là tại sao anh lục lọi đồ của em, còn ảnh giận là tại vì ảnh ghen. Cái lúc đó là gọi là lén phén thì chỉ là em đang làm gì đó, em ngủ có ngon không, em ăn sao rồi, hôm nay em làm cái gì rồi. Nó chỉ đơn giản đến cái mức độ đó thôi. Rồi cái anh này anh mới đọc tới đó xong cái là chia tay. Giận, làm được một trận luôn. Em cũng đâu có bình tĩnh được. Em cứ gào lên là tại sao anh đọc điện thoại của em, tại sao anh lục đồ của em. Còn ảnh thì ảnh nói sao, giờ không sao, không em mà, tính sao. Tại vì lúc đó em không biết được cái tính này. Bởi vì lần đầu tiên em quay qua em nhìn đọc và bị phản ứng mạnh đến như vậy thì em mất hồn luôn không? Mất hồn như chị nói, với lại hả là cũng thấy bực. Mình đang ghen, mình tự nhiên còn phải phản ứng mạnh, mình coi như mình đang trở từ mình, có tội á. Mình đang trở thành người vô tội thành có tội. Đó, làm ra em cũng hai đứa cũng cãi lộn với nhau luôn. Nhưng mà có bao giờ vợ em là đọc điện thoại của em chưa? Dạ chưa. Từ chưa. Lúc yêu cho tới lúc lấy bây giờ cũng có đọc không? Đã đọc chưa? Mà chồng còn đọc điện thoại của em không? Hết rồi, từ sau chỉ sau một lần đó thôi là sau tụi em đó biết được tôn trọng nhau cái chuyện đó. Em lấy nhau lâu chưa? 7 tháng. Lấy nhau xong rồi á là em có bị bất ngờ về chồng? Có, quá lụa đi. Hả? Trời ơi. Không, cái này là bất ngờ thiệt. Anh không nghĩ là cái chuyện mà quá ngựa đó là rơi vào rơi vào anh đấy ở Bình Hưng đúng không? Tại vì anh điệu lắm, là trao chuốt cái vẻ bề ngoài. Vậy á, thật sự là như vậy. Đi chụp hình cưới thôi á là người ta trang chút cho cô dâu xong cái là bắt đầu anh cũng sấn lại chỗ chị trang điểm, hỏi em tóc anh để dày được chưa, em chân mày anh như vậy nó có bị lợt không, là cũng phải đánh dặm dặm lên chút xíu. Trời ơi, chụp hình cưới mà chị, một đời người mới có một lần duy nhất thôi phải làm phải không, trang điểm lên cho nó cho người khác nhìn vô. Mình ở ngoài mình ở xấu thì mình phải trang điểm. Anh hiểu được, bởi vì anh nhìn em là anh biết tại sao là em phải làm cho cái chân mày nó đậm lên như anh rồi. Đúng rồi. Ủa cái tóc của em á thì thường nếu mà như vậy là em chải đầu trong bao lâu? Biết sao chị hỏi không, chị thấy từng cái cọng tóc kìa, mặc dù là tóc ít nha nhưng mà rất là ke đâu ra đó nha. Nãy giờ chị thấy nó không rủ qua một bên luôn á. Tắm là từ nửa tiếng đến 45 phút, sau đó dành trọn 15 phút để chải đầu. Trời ơi, 15 phút chải đầu á? Em cứ nói quá mà. Chỉ có nửa tiếng thôi. Chải lâu lắm mà không chải đầu tôi không hiểu. Em hỏi anh chị nè, bây giờ nha, vợ anh mà tắm rửa sạch sẽ thơm tho á,
nằm kế anh thấy mùi thơm mình có hứng rồi, đúng không? Thì em cũng làm như vậy á, em tắm rửa sạch sẽ tông tông mới tạo ra cảm hứng với vợ chồng với nhau. Nhưng mà cái chi tiết này á nó chỉ hợp với cái chuyện là tắm rửa sạch sẽ tông tông thôi, nhưng mà trước khi ngủ em không lẽ em đứng trước gương em chải đầu? Không, cái đó là lúc là đi làm thôi. À, đi làm đó thôi. Làm về là chiều về tắm, tắm xong rồi cũng lại đứng chải đầu. Một ngày một chải đầu mấy lần chứ bộ? Ít nhất là 3 lần. Ba wow lần. Vậy là hết bao nhiêu, là 45 phút đồng hồ cho trời. Một cái việc chải đầu rồi. Không, buổi tối em về em chải, em chải sơ à? Chải nhẹ thôi đúng không? Bây giờ nè, em tóc ít như vậy, không ít ít hơn vợ em thì em chải đầu một lần như vậy là 15 phút vậy chứ. Vợ em tóc dài nghe mày chứ, một lần mà chải đầu là bao nhiêu lần? Trời ơi, 5 giây một cục mới lên thôi. Rồi còn em. Em phát hiện ở Phương Thanh có cái điểm gì xấu á? Em tắm lâu bao nhiêu thì vợ em tắm nhanh bấy nhiêu. Lúc mà chưa quen nhau thì em không biết, nhưng mà đến lúc mà cưới nhau về rồi, trời ơi, em tắm con gái gì mà tắm có 5-10 phút là xong rồi. Và với lại vợ em rất lười tắm, lúc nào em cũng phải nhắc á, Thanh ơi đi tắm đi, Thanh ơi đi tắm đi, Thanh ngày nào cũng Thanh ơi đi tắm đi Thanh. Ủa vậy tắm 5-10 phút vậy có gọi đầu không? Tất nhiên là không. Bao lâu em mới gọi? Một tuần mới gọi một lần. Vậy thì anh hỏi em, tối mỗi lần ngủ như vậy với một tuần gọi một lần vậy thì không có gì? Không, em quen rồi anh. Hả? Nghĩa là quen cái mùi rồi. Em chịu đựng được cái chuyện đó. Mà chắc có lẽ là mỗi lần mà vợ mà gọi đầu là nó luôn là cũng khó chịu. Rồi bây giờ thì cái điều mà em mong muốn ở Vĩnh Hưng thay đổi nhất là điều gì? Ảnh bớt nóng tính lại, bớt cái tính sồn sồn lại. Như vậy rất là bất lợi cho ảnh khi đi làm việc. Rồi chịu khó suy nghĩ chậm lại một chút xíu. Biết sao không? Ví dụ như vợ em á, tắm số lượng nhiều như em, lâu như em, thì em có đồng ý không? Trời, cái đó em mệt rồi. Tối em mệt. Sao? Có nghĩa là vợ em thơm thôi, giống như mấy nãy em nói, ngồi mà nằm kế hay người vợ người chồng mà thơm á, rất có cảm hứng gì không? Em mệt đó hả? Thì đó, lúc đó em mệt. Ủa, nhưng như dịp gì đừng hỏi em là em thích hay không mà. Thế nhưng em mệt thì em thích thì em mới em mệt. Thích em mệt. Em mệt. Nghĩa là em muốn vợ em giống như em. Dạ. Tắm nhiều một chút, gọi đầu nhiều không chứ, đúng không? Để cho anh được mệt. Vợ em là dân kỹ sư, họ rất ít chú trọng cái vẻ bề ngoài. Bởi vì vợ em á, sao không được. Em muốn là vợ em đôi lúc á phải tự trang chăm sóc cái bản thân mình, chăm sóc vẻ bề ngoài mình chút xíu, lại tự trang điểm, tự đánh bóng lên. Giàu vì bạn sang vì vợ mà. Thì đó, đi ra ngoài á, em xấu chứ em xấu mà em đi với một cô vợ rất là đẹp thì bạn bè em cũng ngưỡng mộ. Vậy đó hả? Nhưng em có sợ không? Em có tự tin không? Em không sợ cái chuyện đó. Không sợ đúng không? Em có ý định gì mà hàng mình không vậy? Sao em chịu làm như chồng em nói? Em sợ em làm quá thì mất công anh lấy lòng gì đó. Không thì anh đã muốn cái chuyện đó rồi. Anh muốn đó, cơ. Đúng không? Chị có ý kiến chút xíu thôi. Không cần em trang điểm, không cần em phải ăn mặc cha xua nó sặc sỡ, chỉ cần gọn gàng, thơm tho, cho dù là không xịt dầu thơm ví dụ vậy là chồng em thỏa mãn rồi. Còn chồng á, có đáp ứng được cái yêu cầu của vợ ông, bớt đi cái hiếu thắng hả chị? Cái hiếu thắng, đúng rồi, cái hiếu thắng. Lợi cho em, lợi cho công việc. Chắc là em phải dần dần em sửa chứ không thể sửa liền được. Cố gắng, cố gắng, cố gắng. Cả hai cùng phải sửa. Cố gắng đi. Rồi, xin chúc hai bạn mỗi một người đều bớt một chút, thêm một chút để lúc nào cũng hạnh phúc, cũng vui vẻ. Cảm ơn. Con xin được giới thiệu, con là Nguyễn Đức Anh. Năm nay con 33 tuổi. Con đang là đạo diễn hình ảnh. DOP. Dạ. DOP là con công tác ở... Con ở Sài Gòn là chính ạ. À, chính. Và con ở được 8 năm nay rồi. Vâng. Nhưng mà trước đây thì con đã từng tham gia cái công việc DOP là cho một số dự án nào rồi? Dạ, và trước đây thì là năm 2014 khi mà con đi vào đây là bắt đầu là con đi làm phim. Đầu tiên con là quay phim, con đang là đã làm việc với anh Đức Thịnh. Và sau đấy là con làm việc với anh Hàm Trần, xong rồi anh làm việc, con làm việc tiếp với anh Charlie Nguyễn. Và đạo diễn Quang Huy thì đã có gặp cô Hồng Vân năm 2019 ở phim 30 chưa phải Tết ạ. Ủa sao cô cháu mình không nhận ra nhau ta? Đấy, thế là cô không nhận ra con rồi. Trời đất ơi, chắc là có sự thay đổi gì đó. Dạ. Không, chắc là cái đợt đó phim đó mình bão tố nhiều lắm quá ha. Vâng. Đợt đó đang bão đúng không? Vâng, đang bão ạ. Một đúng cái rồi. Phim mà con chưa giờ con đi một cái phim mà thấy là một tháng thì có khoảng độ đến 5 cơn bão thì đoàn đã phải dừng lại. Trời, và vâng phải chờ. Bão tố quá. Dạ vâng. Đấy, tuổi trẻ tài cao. Rồi mời con. Vâng ạ, con xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Và tất cả các khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu, con là tên là Ly ạ. Và hiện tại là con 31 tuổi và con đang kinh doanh về thời trang và làm đẹp ạ. Nhưng mà bây giờ là Ly và Đức Anh là đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ vâng ạ. Quận mấy vậy con? Dạ con đang ở quận 2 ạ. Rồi, bây giờ chúng ta... Vợ chồng đều có những cái thành tích khủng trong gọi là thị trường, môi trường. Đúng gọi là rồi. Đường mày... trường ha con ha. Nói chung là có liên quan tới showbiz đúng không? Đó. Rồi nhưng mà trước đây thì không biết là hai bạn là gặp nhau trong một cái trường hợp nào?
có phải là trong một cái dự án phim ảnh gì đó hay là trong một cái dự án thời trang gì đó. Thì bây giờ chia sẻ cho chú Thuận và cô Hồng Vân biết là cơ duyên nào các bạn gặp nhau. Em nói anh. Thực ra là bọn con vừa mới cưới cách đây khoảng tầm 4 tháng á. Và trước đây con ở ngoài Hà Nội và bây giờ con mới chuyển vào trong Sài Gòn để bắt đầu một cuộc sống mới. Thì thực ra là trước đây là con với cả anh Bi là cũng là bạn bè của nhau trên Facebook từ năm 2012, có rất là lâu rồi. Nhưng mà gần như là không tương tác với nhau, cũng không có ấn tượng gì cả. Thi thoảng là Facebook có cái ngày mà hiện lên là hôm nay là sinh nhật của ai ấy thì con có nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh. Đấy, kiểu dạng kiểu tương tác thôi. Và con cũng không nhớ luôn cho đến khi về sau xem lại lịch sử thì con mới biết. Đến năm 2010, con nhớ là năm 2017, đó là đợt bọn con chuẩn bị cưới, con có viết cái lời thề nguyện ấy, thì con bắt đầu mới loát lại hết tất cả tin nhắn để con xem lại là anh ấy nhắn tin cho con từ bao giờ. Hóa ra là nhắn tin cho con từ năm 2017. 2017 là con nhắn tin kiểu thả thính chào bạn kiểu con nhưng có ăn cái gì. 2022 mình mới cưới nhá, chứ không phải 2017 nhá. 2017 2022 mình mới cưới đúng rồi. Nhưng mà 2017 là đã thả thính rồi, rồi. Đúng không? Đó, nhưng mà con không để ý. Thực sự là cái cảm giác á, mà giống như mình lấy cái người chồng của mình xong rồi á, mình mới lục lại phát hiện ra là ý cái người chồng này mình biết lâu rồi á, nó ngộ lắm nha, thật sự luôn. Ủa nhưng mà là tại sao lại là con không để ý tới cái tin nhắn đó của bạn này? Tại vì thực ra là con làm kinh doanh trong lĩnh vực thời trang ấy, thế là một ngày có rất nhiều khách nhắn tin để mua hàng. Thì con cứ up một cái gì đấy lên, thì năm 2017 là anh ấy có trả lời các cái story của con, nhưng thực sự là con không trả lời lại và con cũng không biết luôn, có nghĩa nó bị trôi đi, gần như là con chỉ là trả lời những cái tin nhắn của khách hàng thôi. Còn tin nhắn của con trai là gần như là con không trả lời luôn. Quan tâm đến công việc hơn là quan tâm đến người chồng sắp cưới. Đâu có, người ta phải chú tâm đến lợi nhuận mà đang làm ăn mà con. Ủa nhưng mà thắc mắc nha, tại sao lại cưới rồi thì mới lục lại những cái tin nhắn? Không phải là tụi con quen nhau trên Facebook rồi từ từ tình cảm nảy nở rồi đến với nhau? Năm con nhắc lại chuyện cũ một chút là năm 2020 bọn con mới quen nhau. Là bắt đầu bọn con mới gặp nhau ở ngoài đời. Đó. Nhưng mà trước đó là con đã nhắn tin thả thính một mình mà cô này không hề biết. Đơn phương á. Đơn phương đấy. Nhưng mà các bạn là gặp nhau, quen nhau là trên mạng hay là do? Trên mạng trước ạ. Trên mạng. Vâng. Nhưng mà không, ý chú nói là để mà quen nhau á, cái tình cảm nó khăng khít là do là trên mạng luôn hay sao? Dạ không ạ, ở ngoài đời chứ ạ. Ngoài đời. Sau này sau năm 2020 là hai người gặp nhau ở ngoài đời. Dạ vâng. Đúng không? Là gặp nhau trong sự tình cờ hay là có sự tác động nào đó? Dạ, con chủ động. Thứ ba. Chủ động. Có nghĩa là năm 2020 là năm đầu dịch ấy, thì chồng con có nhắn tin cho con, gọi là tích cực trả lời story hơn. Và cũng kiểu kể lúc ấy, đợt đấy là con đang có một cái cuộc khủng hoảng tài chính, giống như kiểu là kinh tế bị lung lay, thế là con có rất nhiều chuyện buồn, con chia sẻ lên thì anh ấy còn nhắn tin hỏi là thế đã xử lý xong chưa rồi bla bla, thì đụng chạm đến kinh doanh thì bắt đầu con mới trả lời lại. Thế là hai bên cứ nhắn tin qua lại. Thế xong rồi con nhớ là có một cái tin nhắn là anh ấy bảo là cái gì nhở, em đừng nghĩ là anh là người thế này thế kia, nhưng mà anh muốn mời em đi coi phim được không? Và lúc ấy con trả lời luôn là em xin lỗi em không đi được. Thế xong rồi anh ấy vẫn kiên trì nhắn tin cho đến khi mà lúc đấy đang có một cái chương trình rất là hot ở trên Netflix, thì anh ấy nhắn tin bảo em xem cái chương trình này đi. Thế là đến lúc ấy con xem thì bắt đầu mới nhắn tin qua lại là chương trình này hay nhỉ, chương trình em thích bạn này bạn kia. Thế bọn con bắt đầu nói chuyện và bọn con hẹn gặp nhau ở ngoài Hà Nội cũng là đầu năm 2020, tháng 4 năm 2020. Là lúc đó mới gặp nhau lần đầu tiên. Mới gặp nhau ạ. Thế thì cái lúc mà cảm giác đầu tiên lúc mà tụi con gặp nhau ở ngoài đời á, thì nó như thế nào? Con có ưng bạn này không? Có thích bạn này không? Đang hỏi bạn này thì chắc chắn thích con rồi, cho nên cô không có hỏi bạn là vì lý do đó. Cô chỉ hỏi con thôi. Đúng. Lúc đấy thực sự là lần đầu tiên bọn con gặp nhau là bọn con hẹn nhau đi ăn lòng nướng. Đó. Cô tưởng tượng xem là nếu như mà mình có thích bạn trai đấy, chắc chắn là mình sẽ chọn đi ăn một cái chỗ nào đấy nó sang trọng, nó lịch sự một tí để con nhã nhặn á, vì là đó ăn chút đỉnh rồi này kia, là ăn lòng nướng là phải tận hưởng. Ảnh gợi ý là ăn lòng nướng là sao? Con ạ. Con lấy. Vâng. Thế là nếu mà mình thích ý, hoặc là mình kiểu chuẩn bị cho cái cuộc hẹn đấy, thì mình sẽ kiểu ăn mặc rất là xinh xắn đẹp đẽ. Thì con có kể cho một nhóm bạn thân của con là hôm nay đi gặp thử anh này, không biết như thế nào, thôi cứ đi gặp. Lúc đấy hoàn toàn trong tâm trí của con là con thấy là anh ấy rất nhiệt tình. Rất nhiệt tình, nên là con cũng muốn là đi gặp cho vui. Tại vì bình thường là hầu như là con không bao giờ mở rộng các cái mối quan hệ của con ấy. Thường là con cũng không nói chuyện với cả các bạn nam lạ, hoặc là bạn người này người kia bảo giới thiệu con cũng không đồng ý luôn. Thế là lúc đấy là con không nhớ là mặc cái gì, nhưng đại loại là mặc rất bình thường. Xong rồi hai anh em đi ăn lòng nướng, xong rồi về con chỉ bảo bạn con là
cao cũng được, thôi cũng làm hình ảnh cũng thích, cũng ok. Thế là hoàn toàn là chưa có thích nha cô nhá. Thế xong rồi mãi đến anh cưa con khoảng tầm từ tháng 4 cho đến tháng 8 bọn con bắt đầu mới yêu nhau. 4 tháng đó. Và 4 tháng. Trong suốt cái quá trình đấy bắt đầu giống như là mưa dầm thấm lâu. Có nghĩa là không, có nghĩa lúc đó là con đang ở Hà Nội. Dạ con vâng, lúc đấy. Đây. À lúc đấy là ở trong Sài Gòn vào bắt đầu là cuộc dịch đầu tiên. Đấy thì là bắt đầu bọn con còn phải chạy xe ô tô ra, tại vì lúc đấy là lockdown hết, là mình không còn phương tiện máy bay hay là không còn tàu hỏa hay là những cái phương tiện khác, chỉ có mỗi cái ô tô cá nhân thì bắt đầu là mình tự đi từ Sài Gòn và con và hai người bạn nữa là bắt đầu đi ra Hà Nội. Dạ vâng. Đó là lúc đó là tụi con gặp nhau đi ăn lòng nướng là ở thời điểm đó. Vâng ạ. Dạ, đúng không? Mà lúc đó là Hà Nội thì chưa có lockdown gì hết. Chưa đâu. Hà Nội lúc đó mình mãi sau này mình bị ở đây xong rồi mãi sau này Hà Nội mới sau mình cơ mà Hà Nội là sau. Mà không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà là đợt đó con ở ngoài đó là 4 tháng. Vâng, con không cái đợt đầu tiên của Sài Gòn của mình ấy năm 2020 ấy tức là có 2 tháng là bắt đầu đã thả. Con nhớ là 2 tháng hay 3 tháng con cũng có trở lại đây lần đầu ấy. Thì là lúc đấy là Sài Gòn con đã đi vào đây lại xong rồi con lại đi ra, tức là con cứ làm việc xong ở Sài Gòn là con lại lập tức con bay về để con làm việc tiếp. Thì là lần nào cũng gặp cái gì đúng không? Lần nào cũng là lòng nướng hay hoặc là bún tôm. Mấy lần sau chắc phải chuyển món chứ nè. Đấy lần đầu tiên ạ. Nhưng mà là trong suốt cái thời gian mà trước khi con gặp cô Ly á là con không có một mối tình nào hay sao? Dạ chứ... tại vì cái công việc của con là tiếp xúc với diễn viên, tiếp xúc với người mẫu, phải nói là nó không quá khó. Vâng, tại vì con phải chia sẻ là trước đấy thì khoảng con tập trung cho công việc là tầm từ 2017 cho đến 2019 là con không yêu ai. Đấy thì mình tập trung lại để con phát triển lại, con định hướng lại nghề nghiệp xem là, tại vì năm nay là cái năm đấy là trước 30 thì là con cũng muốn là đàn ông trước 30 tuổi thì phải có chỗ đứng và có một cái tài chính mà ổn định để mình còn tính tiếp cái chuyện là cưới vợ. Tại vì ở nhà con là bố mẹ con cũng luôn luôn mong muốn con là cưới vợ, cũng khoảng ngoài 30 là mình phải cưới. Thì con cũng muốn là 33 tuổi thì là vừa. Tại mẹ có thúc giục không? Dạ. Mẹ có thúc giục không? Có ạ. Mẹ là... Như thế có nghĩa là trước khi gặp bạn vợ á, dạ, là con coi như là con không để tâm chuyện yêu đương đúng không? Dạ vâng ạ. Con xác định là công việc xác định công việc ạ. Vớ va vớ vẩn đồ một ngày hai ngày rồi thì có thể, nhưng mà còn để mà tiến tới chuyện lâu dài là con chưa nghĩ, chưa hề nghĩ tới. Dạ vâng, con chỉ tập trung công việc. Hình như con cũng vậy sao đúng không? Vâng. Như trước khi gặp anh ấy như là con cũng lo trong cái việc của con, thế này cái gì mà dính tới buôn bán làm ăn thì con mới trả lời, còn trước đó là vớ va vớ vẩn linh tinh là con cho bát qua luôn, không tiếp xúc với nam nữa mà. Thực ra là cái môi trường của con, tất cả bạn bè của con với cả công việc của con ấy thì đều liên quan đến các bạn nữ. Và hầu như là con không tiếp xúc với các bạn nam ấy. Trước khi gặp chồng con là hình như là con có kết thúc một cái mối tình trước là năm 2019. Và sau đó là con bị cuốn vào công việc ấy, với cả đợt đầu dịch ấy tự nhiên tất cả mọi thứ nó xáo trộn ấy ạ. Thế là mình phải sắp xếp lại rồi cắt giảm nhân sự các thứ, nói chung là rất là nhiều việc. Tập trung cho công việc thôi. Vâng, cho rồi. Đến khi ảnh xuất hiện, ảnh mưa dầm thấm lâu 4 tháng trời là thua được. Kiên trì quá. Vậy thì cái cú twist nào, cái cú knockout nào mà con quyết định là con chấp nhận là bạn gái của anh? Thực ra ấy, có một cái câu chuyện này mang tính là tâm linh ạ. Đấy là con với cả một chị bạn thân của con hay đi xem bói. Thì trước đây bọn con đi xem bói và có một bà bói bà nói rằng là chồng con sau này sẽ cao, da ngăm đen, mặt vuông chữ điền. Thế là suốt cái khoảng thời gian đấy con cứ nhìn thấy anh nào mà bảo là giống như thế, bảo ui chồng em. Thế là cho đến khi mà con gặp anh Bi đây thì... rồi vâng mặt vuông chữ điền nè. Nhưng lúc đấy con chưa nhận ra, tại vì lúc ấy mình không để tâm. Thế là người chị đi xem cùng con mới bảo là chị nói thật với mày nhá, đây chồng mày, chị cảm nhận đây là chồng mày, nhưng mà mày cứ từ từ để xem như thế nào. Thì anh Bi lại rất được điểm với tất cả các bạn của con, từ bạn nữ cho đến chồng của các bạn con. Đấy là một điểm cộng rồi. Và có một cái điểm cộng thứ hai là trong lúc thời gian chồng con cưa con á, chồng con rất là từ tốn, nhẹ nhàng, rồi thi thoảng điểm thêm một số các cái tình tiết kiểu Hàn Quốc. Ví dụ như là đang đến nhà anh chơi, ngồi xem phim chẳng hạn, tự nhiên anh đi vào phòng trong, con không hiểu, bảo ủa ông đi đâu nhở, nơi đèn đang kiểu tắt mờ mờ, xong rồi sau đó là anh ấy đi ra từ đằng sau, anh ấy cầm một bó hồng, anh ấy lật ngược vào trước mặt con. Đấy, với cả một chi tiết nữa là hôm bọn con đang trên đường đi chơi cả nhóm bạn với nhau thì con để quên son, thì con mới hỏi bạn con là có mang son không, chị để quên son rồi. Thế là anh ấy ấn vào xe phát ra một thỏi son mới rồi đưa cho con. Anh định tặng em lần sau, nhưng bây giờ em cần thì anh đưa. Đúng không biết là này. Chồng con có set up trước không? Đấy, có những cái chi tiết rất là nhỏ. May mắn thôi em ạ.
may mắn à? Không, ông trời sắp ông trời sắp đặt. Với cả thực ra là đối với con ấy thì cái tiêu chuẩn chọn người yêu của con ấy không có quá nhiều yêu cầu. Con chỉ cần một người thật sự là chân thành và ấm áp. Đấy là hai cái mà con tìm hiểu, tìm mà con muốn trong cái mối quan hệ. Khi mà mình đến với một ai thì chúng con có hết. Đi có hết. Có hết nhưng mà đấy, sau này thì không biết đâu. Như lại là bất ngờ nữa. Nó cứ làm là những cái điều bất ngờ. Riết bạn này vẫn lãng mạn theo kiểu rất DOB em ạ. Đúng rồi, em định nói đó. Rất là anh ấy là làm hình ảnh mà. Anh ấy tất cả những hình ảnh đẹp rồi, là công tác của DOB, đúng không? Ông nói chuyện với con, cô dần dần nhớ ra rồi. Cô nhớ là gì? Cô cháu mình cũng có đã nói chuyện ở trên cái đường ray mà gọi là Dolly. Dolly. Dolly đó. Rồi nhớ ra rồi. Tóc chú lúc ấy không như này. Cho nên là hôm nay hơi điệu điệu tí cho dạ nên vâng. là hôm nay lên chương trình thì phải điệu điệu tí không ạ? Ok đó. Vậy là trong cái khoảng thời gian là 4 tháng để mà ảnh cưa đổ được con, thật ra đối với ảnh thì chắc chắn là phải từ chân thành rồi. Với những cái sự chuẩn bị bất ngờ và nó đặc biệt như vậy, chuyện mà cưa đổ cô gái này là chuyện đương nhiên, đúng không? Và sau đó là tình yêu là bao lâu thì mới cưới? Dạ bọn con yêu được khoảng từ đấy đến 2022. Thì tức là hơn 2 năm. 2 năm. Đến hôm nay tụi con yêu xa. Dạ vâng ạ. Vì hết dịch là con vẫn phải vô đây con làm. Dạ vâng ạ, đúng rồi. Vâng. Như vậy là chắc chắn là phải có yêu những xa, có trục trặc gì không? Chia tay đúng không? Yêu con xa nhớ là yêu xa mệt lắm. Con cũng có một lần cãi nhau to. Thường thường thì cũng không tranh luận với cãi nhau nhiều đâu ạ. Tại vì là thực sự là cũng lớn rồi. Với cả là mỗi người có một cái sự nghiệp riêng. Với cả là khi bọn con đến với nhau ấy, cả hai bên đều rất cảm thấy gọi là an toàn. Thực ra là an toàn trong mối quan hệ. Và là anh Bi là người đầu tiên trong các mối quan hệ của con. Mà con cảm thấy là con không phải lo lắng xem là ủa sao không nhắn tin cho mình nhỉ? Anh ấy đang làm gì nhỉ? Anh đi quay có gặp ai không? Và là khi mà yêu anh Bi thì con hoàn toàn là cảm thấy an toàn. Nên là quãng thời gian đấy gần như là không có sóng gió gì. Cho đến một lần là hình như là đầu cuối năm 2021. Không, cái đấy là tháng, anh nhớ là tháng 5 năm 2022 Sài Gòn có một cái đợt dịch, là đợt đấy con nhớ là ở trong một cái đợt dịch mạnh nhất của Sài Gòn. 2021. 2021. 2021 thì là mạnh nhất của Sài Gòn mà là, từ là cái giáo sứ gì đấy con không nhớ không nhầm, thì là từ đấy bắt đầu từ mọi người đó, và mọi người tỏa đi. Tháng 3 tới tháng 11. Dạ vâng. Thì cái tháng 5 đấy là cái tháng đỉnh điểm, bắt đầu là đỉnh điểm của Sài Gòn 30/4, 1 tháng 5. Đấy, còn nhớ đúng rồi. Thì cái thời gian đấy là cái thời gian mà ở trong này thì vẫn còn công việc, con vẫn còn công việc đến tháng 6 luôn. Tức là lịch của con là đến tháng 6, nhưng mà lúc đấy là mới đến tháng 5 thì bắt đầu vợ lại nhắn tin là tôi chia tay đi. Mà chả nói bất cứ một cái chuyện gì cả, con cứ bất ngờ hoàn toàn luôn. Thế là con mới gọi điện cho mẹ của con. Và con mới bảo con mới nhờ là mẹ phân tích giúp con là xem tại sao lại đang bình thường mà lại vợ lại người yêu lại nhắn tin là thôi chia tay đi hả mẹ? Không có lý do luôn. Không lý do luôn, mấy con chưa phân tích được ra. Mẹ con mới bảo là thôi con cứ đi về đi. Con đi về đi, con xem làm sao rồi bắt đầu con đi sang nhà đi rồi con giải quyết. Xong rồi con xem hai đứa thì con nghĩ mẹ nghĩ là ở gần nhau thì nó sẽ giải quyết tốt hơn là bọn con ở xa. Tại vì hai đứa đều có công việc riêng, mẹ cũng biết là rất là bận. Thế là con bắt đầu con mới tức tốc con đi về. Thế ta sao thế con? Sao thế? Người ta đang khủng hoảng dịch quá dịch, thế là một phát một nữa thì có chẳng thà tôi bị Covid còn hơn. Đây là lần đầu tiên con chia sẻ về câu chuyện đấy. Thì thực ra là con cũng là một người có cá tính rất là mạnh. Và khi đến với một cái mối quan hệ lúc đấy là tầm gần 30 tuổi rồi, thì con cũng đặt một cái khoảng thời gian nhất định để bọn con tìm hiểu nhau. Lúc đấy con cũng có nói với bạn bè là bọn con sẽ tìm hiểu trong vòng một năm. Nếu trong vòng một năm mà bọn con không có tiến triển, hoặc là không gọi là không cảm thấy có thể về một nhà ấy, thì con sẽ dừng lại mối quan hệ đấy. Tất nhiên là con chỉ nói với bạn thôi, con không nói với cả chồng con. Thế là đến, tại vì là chồng con thì là làm việc ở trong Sài Gòn, còn bố mẹ chồng con thì lại ở bên Nga. Thế nên là suốt quãng thời gian đấy là con chỉ giao tiếp với cả mẹ chồng con ở qua FaceTime thôi. Thế là chưa gặp ở ngoài bao giờ. Thế là tình cảm. Tại vì năm dịch là bố mẹ con cũng hoàn toàn không có về được Việt Nam. Chuyến bay thì không có, chỉ có chuyến bay cứu trợ thì con cũng bảo bố mẹ con là thôi ở bên đấy cũng được. Thế là bố mẹ con ở đấy mất một năm. Là tổng là 2 năm mới về đến nhà. Cho nên là con cảm thấy không an toàn và cảm thấy con cảm thấy là chưa có sự gắn kết, con cũng không có một cái câu trả lời nó rõ ràng. Thế xong rồi lúc đấy thì bố mẹ con thì cũng kiểu nói chung là hỏi cũng rất là nhiều. Thế hai đứa có tiến đến với nhau không hay là như thế nào đấy. Thì lúc đấy gần như là con, tại vì mình là người kiểu chủ động với cả là mình là người cũng cá tính rất là mạnh. Thì lúc đấy con bảo với anh Bi là thôi bọn mình dừng lại đi. Tại vì là con thấy là không hợp nhau. Tất nhiên là con không nói cái lý do. Về sau này khi mà bọn con gần lấy nhau rồi, bắt đầu con mới kể cho chồng con. Thì con nhớ là lúc đấy là con rất là quyết liệt.
Và một khi mà con đã bảo chia tay là con không liên lạc luôn. Con nhớ là anh nhắn tin cho con rất nhiều, con còn chặn lên Facebook, chặn luôn. Chặn hết mọi cổng thông tin. Chặn hết tất cả mọi thứ. Hóa ra là vợ sốt ruột, cô ạ. Rồi sao? Ở lúc đó con giải quyết sao? Thì là con bay về, xong rồi đến khoảng một tuần sau bắt đầu con mới nói chuyện được với vợ qua một người bạn. À, một người bạn thân của vợ, thì bắt đầu con cũng nhờ tư vấn, rồi bắt đầu con cũng kể hết lại sự tình, rồi kiểu con cũng hỏi xem là lý do tại sao là Ly cần như thế nào, thì bạn của Ly thì mới trả lời là Ly thì hoàn toàn đơn giản, không phải cái chuyện giàu nghèo hay là kinh tế, mà là đang muốn ở gần với cả anh, thì anh phải cố gắng anh ở gần nhiều hơn, anh quan tâm rồi anh chia sẻ rồi mọi thứ, tại vì dịch thì ai người ta cũng phải là khó khăn. Ừ. Thì anh cần, Ly cần một người ở bên cạnh để Ly yên tâm thôi. Ừ. Chứ còn đã dịch thì là tình hình chung của cả thế giới. Ở lúc đó sao? Bay tới nhà Ly liền đúng không? Dạ, thì một tuần sau con mới lên được. Chứ ngày đầu tiên về là... Ly ở Châu mà đúng không? Ở đâu? Ly dạ, Ly ở nhà đó. Ở nhà. Và Hà Nội luôn. Cô ấy cấm vận đấy mà. Vâng, cấm. Không cho tới nhà. Không gặp. Ngăn sông cấm chợ. Nhưng mà tại sao con nghe cái đó, con không bay tới nhà liền luôn? Lúc đấy con phải về, con phải tại vì con là hướng nội part time, tức là về nhà thì mình phải suy nghĩ và mình phải hướng nội và mình phải suy nghĩ một cái cách mình phân tích. Còn ví dụ đi ra ngoài thì mình mới cần phải năng động và mình phải linh hoạt. Thì ở nhà con mới trầm tính, con mới ngồi, con mới suy nghĩ, bắt đầu con tìm cách. Và lúc đấy là lúc đấy anh Bi có hỏi quân sư bạn con rất là nhiều. Thực ra là con có nhớ là có hôm con đang ở nhà bạn con, và lúc đấy anh Bi định làm một cái bất ngờ là lên nhà bạn con để mua hoa. Nhưng mà không ngờ là bạn con lại nói với con, xì với con. Thế con bảo thôi stop không, tôi không, em không gặp, em không gặp. Con rất là quyết liệt đấy, nhưng mà con rất là vấn đề là lại bị đội của mình coi như là có hai bán đứng mình, bán thông tin đúng không? Rồi bây giờ nè, chú đang rất muốn biết cái lúc mà con tới nhà Ly và con gặp Ly thì nó như thế nào? Dạ. Và làm cũng sao để hóa giải mọi thứ? Dạ, lúc đầu đến thì cũng cửa là đóng im ỉm, cũng kịch liệt. Thế là cũng cứ vòng trong vòng ngoài là mình nói chuyện qua, giao tiếp qua cái cửa, sau cái nghĩa cửa là cô vẫn đứng ở, dạ, vâng, ở trong cửa. Dạ vâng. Còn con đứng ở ngoài đúng là buổi tối hay ban ngày? Dạ vâng, buổi tối con đến nhà thường con đến buổi tối. Vâng. Về hình ảnh hay lắm ha. Vâng. Cái máy đó, top shot trên cái. Chính xác. Đúng không? Top shot. Như một cái đèn le lói. Vâng. Đấy, bên ngoài thì cứ xin lỗi và bên trong thì cứ thôi anh đi về đi. Đi về đi. Có một cái đô ly nhẹ nhẹ. Vâng. Rất là ca mà. Và đến có rồi. Kết thúc câu chuyện là cổ có mở cửa ra? Dạ, cũng phải mất đến 30 đến 45 phút sau mới mở cửa. Tại vì may quá mình lại có bố mẹ của vợ. Rồi là cũng ủng hộ mình. Rồi sao? Dạ vâng, dạ. Rồi một cái ôm thân thiết đúng không? Dạ, đi vào ôm thì vẫn đạp ra nhoay nhoáy luôn, chứ cũng không phải là được ôm ngay đâu luôn ạ. Lại drama tiếp. Lại drama tiếp, phần 2 tiếp, lại nhạc lại nổi lên. Dạ, sau hôm đó là có hòa lại không con? Thực ra là đúng lúc đấy thì cả Hà Nội với cả Sài Gòn lúc đau được đấy. Thế là con bảo là bây giờ thôi, thì bây giờ là đang block như thế thì con sẽ về nhà anh Bi, tại vì là bố mẹ chồng đều ở bên kia. Thì mẹ con cũng đồng ý, mẹ con bảo bây giờ cho hai đứa một cái khoảng thời gian. Đấy, khoảng thời gian để kiểu ở với nhau xem như thế nào, hiểu nhau hơn. Thì cái khoảng thời gian đấy thì bọn con ở với nhau thì cũng giải quyết được những cái khúc mắc. Và mẹ chồng con thì cũng gọi điện về xong rồi nói chuyện. Và cũng bảo là đến đầu năm sau thì sẽ về Việt Nam để gặp bố mẹ con. Đấy, là dần dần là tình cảm kết nối Coi như là quyết định sống thử với nhau luôn. Vâng. Bao lâu? Dạ lúc đấy là cũng đợt dịch thì cũng phải tầm 3 tháng ạ. 3 tháng. Thì con cũng lại phải chờ Sài Gòn mở cửa con mới về được Sài Gòn. Đúng rồi. Và trong cái khoảng thời gian các bạn sống thử với nhau thì có thấy những cái cá tính cũng như là những cái tính cách nó hợp được với nhau và hoặc là nó bù trừ với nhau không? Dạ con thì ở nhà thường là con nấu ăn và Ly là rửa bát. Thì cái mà để mà con thấy lúc mà con thấy thương Ly nhất thì là rửa bát thì không bao giờ khéo ạ. Đã không biết nấu cơm thì rửa bát làm sao mà khéo được. Thế là con đã dặn trước là có một cái cốc vỡ đây nha, em cẩn thận đi. Nó bị nứt ở cái vành. Thế là mẹ này thì mẹ cứ xoáy thôi, rửa bát rồi mẹ cứ hăng. Đấy. Rồi xoẹt. Mà bình thường thì lại đeo găng, nhưng hôm đấy thì lại không đeo găng. Ồ, thế là lại drama nổi lên. Máu. Thế là máu nó đổ máu luôn. Thế có là không khấu mà là khóc rất thê thảm, mà khóc quả đấy là mà thấy thương lắm. Thôi chết rồi, con tưởng lúc đấy con đứt mất cái tay rồi. Và, tại vì mất con cận. Ui, tôi chết rồi anh ơi, em đứt tay rồi, em phải mất cái tay này rồi anh ạ. Quá drama. Drama lại nổi lên. Vậy là xong 3 tháng đó thì tụi con quyết định là về chung một nhà, dạ, đúng không? Vâng. Đây là vợ mình rồi và đây là chồng mình rồi, dạ, đúng không? Nhận ra nhau. Dạ vâng. À, như thế là cưới được 4 tháng. Mới được từ tháng 9 năm 2022 là mới đây thôi đó. Dạ vâng. Quá son luôn đó. Dạ vâng. Và đúng vợ chồng mới tinh tình đấy ạ. Đấy mà xong con quyết định là sẽ thôi bây giờ vào đây với chồng luôn, đúng không?
Hiện giờ là hai đứa đang ở quận 2. Dạ vâng. Cái nhà mình mua chưa hay là... Dạ, bọn con vẫn đang kế hoạch để chờ 1-2 năm nữa tìm được một cái mảnh đất hoặc là tìm được một cái căn chung cư mà nó phù hợp với cả hai vợ chồng. Tại vì nhu cầu cô biết và chú biết là trong này đi xa thì mình cũng không đành, mà bây giờ con cũng ưu tiên để vợ là vợ thích ở quận nào trước ạ. Bởi vì hay chung cư đắt lắm. Dạ. Tôi có biết chọn. Bây giờ giá cũng đang rất là cao thì là con cũng phải từ từ. Đúng rồi. Thực ra là bọn con đã mua nhà ngoài Hà Nội rồi nhưng mà là chưa bàn giao, đến tháng 6 năm nay bắt đầu mới bàn giao. Thì lúc đấy thì thực ra công việc của con thì con cũng sắp xếp nó đâu ở đấy rồi. Thế lúc con có bảo với mẹ con là mẹ ơi mẹ, hay là cho con vào trong Sài Gòn con ở thử 6 tháng vì lấy nhau về con không ở xa chồng con được. Bây giờ ở xa nhau vừa lấy yêu thì ở xa cũng được, nhưng mà đến lúc mà lấy mà ở xa thì mình sẽ có những cái tủi thân chạnh lòng, cảm giác như kiểu mình đang vẫn chưa là người chưa chồng ấy. Thế là con bảo rằng là thôi cho con vào Sài Gòn ở thử 6 tháng cũng muốn đổi gió như nào. Thì lúc đó con tưởng mẹ con bảo thôi ở đây thôi các thứ, tại vì mẹ con hồi xưa bảo là chỉ thích lấy chồng nhưng mà vẫn ở gần. Nhưng đến lúc con vừa nói xong phát á, chắc là quý con rể quá và đi không sao. Mẹ chồng tuyệt vời. Bây giờ con đã tính là hướng cái công việc của mình vô đây được chưa? Tại vì là con làm trong thời trang cả làm đẹp thì hệ thống làm đẹp của con có ngoài Hà Nội với cả ở Sài Gòn hay rồi. Vâng. Còn thời trang thì cô chú biết là bây giờ gần như là bán on rất là nhiều. Mình có thể điều hành từ xa với cả ở tất cả bộ máy ở ngoài Hà Nội con là ổn áp rồi. Thế con cũng muốn dành thời gian cho chồng, cho gia đình với cả tập làm vợ. Thì con nói thật luôn là con lúc mà con lựa chọn anh Bi ấy, con suy nghĩ con lựa chọn anh Bi và quyết định đến hôn nhân ấy, thì với con thì khi mà con lựa chọn một người chồng thì con biết những cái điểm yếu của con. Ví dụ như điểm yếu của con là con không biết nấu ăn, không biết, chưa thực sự là một người vợ của gia đình ấy. Thì chồng con lại là một người rất là đảm đang, rất là chăm chỉ, cả truyền thống của gia đình nhà anh ấy cũng thế á, và rất là tình cảm. Bố mẹ của chồng, bố mẹ của con với cả là chồng con, với cả là anh ruột của chồng con, mọi người rất là tình cảm dù là ở xa nhau. Thì đấy là những cái mà con thấy rằng là đấy là những cái thiếu của con, cũng như là đấy là sự lựa chọn khi mà mình tiến tới hôn nhân. Hay quá, chúc mừng hai vợ chồng đã tìm được một cái hạnh phúc, và đây là một cái hạnh phúc gọi là hạnh phúc là lựa chọn đó. Thế rồi 4 tháng ở với nhau, thế có bị ngỡ ngàng gì khi mà có một số thứ mà lúc yêu mình chưa biết không nhỉ? Dạ thì cái cũng... tật xấu nó đó. Lòi ra. Đến cái phần này là chắc là Ly cũng đã xem rồi đúng không? Con có chuẩn bị đến cái phần này không? Con biết là kiểu gì anh ấy cũng sẽ nói những cái điểm xấu của con, nhưng mà bản thân con cũng không bất ngờ với những cái điểm xấu của con. Dạ, ở nhà, ở đến tầng đấy thời gian thì bắt đầu con mới nhận ra là thi thoảng làu bàu xương xương. Đấy, tức là xương xương cụ thể. Cụ thể tức là kiểu nói nhiều về một cái vấn đề. Đấy, hoặc là kiểu những cái mà tính mà cách lầu bầu một mình hay là lầu bầu một có mình đối tượng luôn ạ, một mình. Nó một đấy mình luôn ạ. Tức là còn nếu mà lầu bầu với đối phương thì lại không nói thiên thẳng đấy. Đấy, tôi vừa rửa mặt. Tôi điên hết cả người. Tôi nói chẳng biết thì tôi đã đó đó. Nó chuyện mình nên. Vâng, cứ một mình thôi ạ. Đấy, nhạc lại nổi lên. Mà nhiều lúc tối có lầu bầu của mình không? Con đang ngủ mà quay qua mà ngồi lầu bầu mình. Dạ không ạ, tối thì được cái là hai vợ chồng có một cái trước khi đi ngủ là nắm tay nhau. Xong rồi thơm nhau cái đi ngủ, kể cả cãi nhau hay là không cãi nhau là có cái luật luôn là xong ngày hôm đấy là xong luôn. Là mình tiếp đến ngày hôm sau mà mình hoàn toàn bình thường về mọi thứ. Có xem một bộ phim trước khi ngủ không? Dạ cũng có, thường thì có thể là xem phim hoặc là con mà tại con thích nghe nhạc thì con có bài nhạc gì mới hay là bắt đầu lại đây vợ ơi có bài gì mới. Tranh thủ đi. Dạ vâng. Tranh thủ đi, thủ đi, chú khuyên con là nên tranh thủ xem nhiều đi. Dạ. Tại vì có một đứa rồi là nó sẽ có những cái giới hạn. Dạ vâng. Có những cái giới hạn nó sẽ có thay đổi. Cô với chú á, chị với ông Tuấn á, là hồi lúc mới á, là cho tới bây giờ luôn nè em, bây giờ thì bớt đi rồi, nhưng mà lúc mới là cứ trước khi đi ngủ là phải xem một bộ phim. Vâng. Đến độ cái kho phim kinh dị của Mỹ, của Hàn, của Trung Quốc tất từng tật, bây giờ không còn phim nào cho cô coi. Nhà con là cũng thế đấy, vợ là rất thích xem phim ma và thích xem phim kinh dị. Netflix là thôi đấy, bảo hết. Ô Netflix bây giờ cái đó là rất là nhiều. Vâng. Rất là nhiều rồi. Bây giờ nè, là ngồi nói một mình đúng không? Vâng. Lầu bầu một mình. Còn một cái tật nữa là tại vì thường thì mình hay đi quay hình cho tất cả các mọi người, không ai chê, nhưng mà về nhà là vợ mình chụp ảnh các thứ là anh chụp cái gì này. Bây giờ đi trình cả mình là mình cũng nhiều đâu. Mình tự ái. Mình tự ái của ạ, mình tự ái mà cho em đi mà chụp. Anh không chụp ạ, hoặc là em gọi ai đến chụp đi. Thế là dỗi, nhưng mà mặt là căng thẳng lắm. Thôi rồi, chụp cổ. Thế là xong về vẫn ưng. Chứ cũng phải là không ưng, nhưng mà chắc là cũng giận dỗi cái lúc đấy thôi. Thế là nhiều khi là con là áp lực là
ở nhà là đi chụp ảnh cho vợ hơn là mình đi mình làm việc ở bên ngoài làm hình ảnh cho mọi người, con thấy thoải mái hơn. Tôi đồng cảm với ông ghê. Dạ. Tôi chụp cho bao nhiêu người ai cũng khen, chỉ có một người chê tôi chụp xấu là vợ tôi. Dạ. Chụp 100 tấm. 100 tấm luôn. Không, vâng. Ghét ghét anh là chú là chú chụp 100 tấm luôn. Phải chọn phải chọn, chắc thế nào cũng lựa được. Đấy, thế mà không ưng. Chụp cho ai cũng khen. Dạ. Có ghen con không? Dạ cũng không ạ, còn chưa thấy ghen lắm, nhưng mà cũng thi thoảng mà mình mà cứ đứng gần ai hay là các thứ thì cũng nhắc nhẹ. Ừ. Và cũng có ghen linh tinh chút đỉnh đúng và... không? Còn nhưng mà cũng không mạnh. Nhiều khi phải thêm mắm thêm muối vào, thêm chút cho gia cho vị. Nó có gia vị thôi. Thì cũng không có tật thì nữa không? Dạ. Có đam mê kiếm tiền mà quên đi mất. Dạ cũng có một vài lần là cũng quên mất, tại vì có những lúc ở nhà con nhờ làm việc này việc kia. Nhưng mà lại quên mất làm của mình, mà mình thì đang làm việc và mình đi làm việc là tối về, tối thường cô chú biết rồi, đi làm về mình toàn là đến 11, 12 giờ, có hôm đến 2, 3 giờ. Thì mình bị overtime là chuyện bình thường. Thì vợ chuẩn bị đi ngủ thì con hay hỏi lại những cái chuyện hôm nay, con bàn giao cho vợ là thế hôm nay vợ đã làm việc này việc kia chồng chưa? Ôi trời, vợ quên rồi. Thế là mình cũng thôi đi ngủ thì thôi, nhưng mà ban ngày là thôi mình cũng tại sao em lại không làm. Rồi con mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Dạ con thì con mong muốn vợ con thay đổi là thôi thì cứ từ từ rồi mình sẽ có được mọi thứ mà mình mong muốn. Hai đứa đều vẫn phải học về cách làm chồng cũng như là làm vợ, thì cuộc sống hôn nhân gia đình của vợ chồng trẻ nó cũng sẽ có nhiều thứ mà mình không thể mà bảo sắp xếp ngay được. Thì con nghĩ là hai vợ chồng cùng sẽ có mong muốn là sắp xếp từ từ và dần dần. Và mọi thứ nó sẽ đâu vào đấy, chứ cũng không thể mà một nhát ngày hôm nay mình thay đổi, một nhát ngày hôm sau mình thay đổi. Đúng rồi, nhưng mà cái mà trong tất cả những cái mà con vừa kể ra đó, thì con mong là cái gì, tức là trong đầu con nghĩ rằng cái là mong muốn vợ thay đổi cái điều gì nhất? Thay đổi điều nhất, điều gì nhất thì có lẽ là có những cái lúc mà đấy, con chỉ sợ mỗi là thoại một mình thôi. Lên đây thoại một mình. Đọc thoại. Đọc thoại đấy. Sao vậy con? Con lúc những lúc đó con nói cái gì vậy? Không con, nhớ rồi. Con cũng không nhớ nữa. Có nghĩa là con ví dụ như kiểu nhiều quen, con đang quen với cái việc là khi mình đi làm ấy, là mình đang không ưng cái gì hoặc là mình không thích cái gì là mình phải nói ra. Và thỉnh thoảng con còn đang kiểu ví dụ như là con nói chuyện một mình, cũng hay nói chuyện một mình, ví dụ như là phải đi lấy cái bút. Đi lau nhà đấy, không gì đang ngồi xem phim xong rồi quên giặt quần áo là giật mình. Thôi chưa rồi không đi quên mất chưa giặt quần áo đấy, kiểu thế là bạn phải nói ra, con phải nói ra, nghĩ trong đầu thôi là mình đi làm, nhưng mà bạn này là phải nói ra. Vâng, bạn này là phải không phải nói những người thoại nghe chị. Có nhiều lắm chú ạ. Có bây giờ mới nhớ nè, vợ của chú cũng có thỉnh thoảng, bà Liên là thỉnh thoảng vẫn có nên là tự nói mình có nha, có là tưởng tượng sau này nó có con vợ lớn tuổi thì cái mức độ nói một mình nó còn nhiều hơn nữa. Dạ vâng, thôi không sao đó. Dạ nhiều khi nói một mình cái mình nhảy vô vâng, mình nói mình trả lời, tự trả lời luôn. Vâng nhé, đáng yêu mà. Đáng yêu, đáng yêu cũng đáng yêu sau này có khi nhiều lúc con không nói con im ý, lúc đấy gọi là căng thẳng sợ, lúc đó mới là đáng nhớ sợ lời vợ nói. Nhớ tiếng vợ. Rồi bây giờ tới Ly, anh ấy có những tật xấu gì? Thực ra thì với con ấy, chồng con cũng không có nhiều tật xấu đâu, tại vì con nhiều tật xấu quá. Có nghĩa là ví dụ như con mà nhìn ra những cái tật xấu của chồng con thì con nghĩ lại con thì cũng còn khủng khiếp hơn. Có một cái là con đặt biệt danh cho chồng con là đi rên không phải là mưa, rên là rên nhiều, rên la ấy ạ. Đấy. Rên gì? Vâng, rên gì. Đấy là chồng con là hay, hồi xưa lúc yêu con là con rất là hậu động. Ví dụ như là con chuẩn bị bước xuống phát cẩn thận đấy, không để hụt chân đấy, hoặc là đang chuẩn bị làm đấy, nhấc cái kia lên trước đã rồi đặt cái kia xuống, hoặc là chồng con mà nấu ăn vào con và vào rửa rau chẳng hạn, cho rau vào trước rồi cho nước vào sau rồi cho muối vào. Đó là chồng con là một người mê nấu ăn, đâm ra là mình mà thấy kiểu làm công việc mà không đúng cái người hướng nội thì người ta rất là khó tính ở những cái chỗ mà ở nhà đó, mình có cái góc riêng, ví dụ góc bếp của con là con nấu ăn đến đâu là con thường con lau lên đấy luôn. Là mình thích nấu ăn để mình thấy thoải mái rồi mình... Hôm nào chú qua chú nhậu với con nhé. Được ạ, đồng ý. Nghe là thích rồi đó. Rồi cái gì nữa nè? Vâng, với con thì con chỉ thấy cái đấy là tính, không phải tính xấu của chồng con mà mang lại cho con cảm giác là kiểu hồi xưa lúc chưa yêu hơi thì nhắc nhở hả? Không, nhắc nhở thì bình thường, luôn cảm thấy là quan tâm. Nhưng mà khi mà lấy về xong cảm giác là giống như kiểu chồng con đang kiểu nắn con ấy. Bắt đầu nắn á, dũa đó. Bắt đầu đúng rồi đấy ạ. Hai cái mảnh nó bắt đầu dùng dao dũa từ từ cho nó khớp đó. Con làm nail nhiều rồi nên con biết là chồng con đang giữa dần. Và với cả là khoảng thời gian 4 tháng mà con ở riêng với nhau thì con cũng phải thay đổi rất là nhiều. Con là người dậy sớm nhất nhà, đi tập thể dục, xong rồi giặt quần áo, giặt quần áo có máy giặt, rửa bát,
có máy rửa bát. Nhưng nói chung là trước đây con không phải làm những cái việc đấy bao giờ. Thế nên là khi mà chồng con, ví dụ trước đây khi yêu ấy, thì chồng con khi mà dậy, chồng con sẽ gấp chăn màn rồi dọn dẹp các thứ. Thì khi mà lấy về bây giờ chồng con sẽ, rõ ràng là chồng con dậy sau, nhưng chồng con sẽ đi ra ngoài. Vợ nhớ gấp chăn nhá. Nhắc khéo. Nhắc nhở. Ngại gấp chăn gấp màn thì sao em ạ? À? Thiệt á. Cô gấp chăn gấp màn mấy chục năm nay rồi, cô thấy Thành đã không gấp rồi mình cứ buồn. Nên là thực ra những cái việc đấy thì con thấy hơi bị ngỡ ngàng trong mối đó, cái vỡ hòa đấy. Vỡ hòa. Đó là vỡ hòa, hòa đấy. Nhưng mà bù lại là khoảng thời gian này con được thay đổi cái môi trường sống, gần như là thay đổi một cuộc sống mới, nên là những cái việc đấy nó cũng chỉ là một cái phần nhỏ trong cái việc mà con đang hứng khởi trong cái mối quan hệ này, và hai vợ chồng đang dần nhiều hiểu nhau hơn, đắc với nhau hơn. Nên là những cái tật xấu của chồng con thì con thấy cũng ổn. Nói chung là con chỉ mong muốn chồng thay đổi một điều gì? Con muốn chồng con là hãy tình cảm hơn như cái lúc mà mới cưa. Ồ, thế bây giờ còn lãng mạn không? Còn tình cảm không? Bớt lãng mạn hơn xíu. Bớt lãng mạn hơn một xíu rồi ạ. Bớt có những cái khung hình ví dụ như vỡ hoa về hoa. Ví dụ như cái bó hồng lật ngược á, đúng không? Bó hồng lật ngược. Và không có bó hồng lật ngược. Hay là bấm nút cái son chạy ra, đúng không? Đó là cảm giác giống như kiểu là khi mà làm vợ chồng rồi thì chồng sẽ chỉ bớt đi. Vâng, bớt lãng mạn hơn. Bớt lãng mạn hơn. Nên là chồng hãy làm đúng với nghề của chồng ấy. Mang những cái sót hình đấy con nhẹ. Nhẹ. Lúc này là đó. Con phải vận dụng tối đa cái lãng mạn nhất có thể. Dạ vâng, lại lau lại đầu tư quá. Đấy, nhớ nhá. Vâng. Như thế này nè. Còn son lắm. Con có thể tận dụng được những cái gì mà vợ con đang là thế mạnh. Dạ. Thứ nhất là xinh nè, cái thứ hai ăn nói cũng duyên dáng, và cái thứ ba là công việc của vợ con là làm đẹp. Đó. Và nếu mà với một cái sự cộng hưởng của con nữa, con có thể là tạo ra được một KOL về thời trang trong cái tương lai sắp tới. Dạ. Đó. Với những cái với những cái góc máy, với con những khung hình. Đó, đây 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 là một KOL của con mà biết đâu chừng, đúng không? Giờ đâu mình lại khai thác được, mình đầu tư. Đây. Đúng. Đấy. Con ơi, với lại tranh thủ chưa có em bé đấy. Đó. Dạ. Cứ tranh thủ đi chơi cho cô. Dạ, đi vâng. Chơi đi, đi du lịch đi con. Dạ, ơi. Vâng, con thích làm. Dạ. Ừ. Đây là thời đại của social media. Dạ vâng. Đó, và đây đây là một cái người mẫu tương lai. Đó, biết đâu sau này là nổi tiếng hơn chồng đấy nha. Có những ông chồng mà người ta không muốn vợ người ta như thế đâu. Chú cứ làm như ai, như chú. Em muốn nhưng mà không được. cho con phát biểu ạ. Con chợt nhớ ra là con muốn một điều nữa của chồng con, là mỗi khi mà chụp ảnh để quay clip cho vợ thì hãy giãn cái cơ mặt ra, cười thật tươi vào. Vì trong lúc mà đang chụp ảnh ấy mà chồng kiểu đứng vào. Không em, vào. Cái đó là bệnh nghề nghiệp. Rồi, em đó, rồi. Mày quá, chú Thuận cái quá đó hiểu. Là công việc. Cái đó là bệnh nghề nghiệp. Bị tuần mút ạ. Hỏi cô chú xem có đúng không? Đến khi công việc của con chẳng hạn, đó, con đang rất vui, nhưng mà đến khi mà con tập trung vào để mà con set up một cái buổi mà event về thời trang, tập trung hay là tập trung với là con pick đồ cho khách, con cũng sẽ như vậy đó. Hay lần sau anh kiểu vẫn nhăn, nhưng mà mồm vẫn như này. Rồi, ok. Nghe. Rồi, cảm ơn hai đứa nha.